Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video Gia Phúc Sen Cao Bằng của cơ sở nhà em tươi. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2023. Em xin được tự giới thiệu, em chuyên bán Gia Phúc Sen, dược liệu mang miến hàng khô đặc sản Cao Bằng, có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Hôm nay thì em xin được giới thiệu với cô chú anh chị một số mẫu dao được rèn hoàn toàn thủ công từ làng nghề Phúc Sen với chất liệu là nhíp xe. Gia Phúc Sen Cao Bằng là một cái làng nghề mà có bề dày lịch sử hơn 300 năm rèn nông cụ sản xuất cũng như là các mẫu dao bếp với đường nhiệt chuẩn cũng như là cái bí quyết nhà nghề riêng, cho nên là dao nó rất là bền và sắc. Em bảo hành một đổi một trong vòng một tuần đầu nếu sản phẩm có lỗi và bảo hành một năm trong quá trình sử dụng, nên cô chú chị yên tâm về chất lượng của sản phẩm nhé. Em xin được điểm qua và báo giá chi tiết ạ. Số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng với bên em là số 0888 633 389. Cô chú anh chị mua hàng có thể gọi điện thoại trực tiếp, nhắn tin hoặc có thể kết nối Zalo với bên em qua số điện thoại em vừa cung cấp và để được tư vấn cụ thể hơn nhé. Em xin cảm ơn ạ. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, em xin được điểm qua và báo giá. Đầu tiên ở vị trí số 1, ở vị trí số 1 thì em xin giới thiệu với cả nhà mình là một cái mẫu dao dùng để thái chuối. Cái này thì nó rất là tiện lợi và bên này là có lưỡi dao và bên này có cái gờ an toàn, thì mình dùng thái ấy, thì mình cứ cầm thái như thế này thôi. Thái như thế này thì chuối nó sẽ không bị dính vào đây, mình làm nó rất là dễ nhé. Cái này thì em bán là 150.000 ạ, 150.000 cho cái dao thái chuối này cô chú chị nhé. Chất liệu nhíp xe và cái này nó dài khoảng lưỡi dao khoảng 18 đến 19 phân. Đấy là hình số 1 ạ. Ở mẫu số 2, mẫu số 2 em xin giới thiệu với cả nhà mình là hai mẫu dao dùng để chuyên chặt gà. Đầu tiên là mẫu dao này thì chiều ngang 7 phân, dài 20 và hai cái đầu nó hơi xéo xéo, cán của nó bằng gỗ cẩm chỉ. Nó nặng khoảng 5 lạng rưỡi, một bên đánh nhám chống dính với những đường hoa văn rất là đẹp, một bên bản đen truyền thống như này. Giá bán là 220.000 nhé, dùng để chuyên chặt gà. Cũng là một mẫu dao chặt gà nữa, chiều ngang 8 phân, dài 22 đến 23. Mẫu này nó nặng 5 lạng rưỡi 6 lạng, bản ngang của nó 8 phân hơn và bản vuông, cán cẩm chỉ. Mẫu này em cũng bán giá là 220.000 của chú chị nhé, 220.000 dùng để chuyên chặt gà. Đấy là mẫu hình số 2. Tiếp theo hình số 3. Hình số 3 ở đây em xin giới thiệu với cô chú chị là một mẫu dao dùng để chuyên lọc thái, dao bầu lọc cong. Con này thì hai bên má đánh nhám chống dính rất là đẹp, cán ốp phun tang và em bán giá là 200.000. 200.000 cho mẫu dao ở vị trí số 3 bầu lọc cong cô chú chị nhé, mẫu này 200 ạ. Và cũng là ở vị trí số 3 em xin giới thiệu với cô chú anh chị là một mẫu dao bầu, nhưng bầu này nó là bầu nhọn nhá và lưng thẳng, chiều ngang 7 phân, dài 21 đến 22. Đây là một bên đánh nhám với những đường hoa văn rất là đẹp, một bên bản đen truyền thống ạ, cán cẩm chỉ. Và em bán giá là 200.000 nhá, 200.000 cho hình số 3 mẫu dao bầu ạ. Ở vị trí số 4. Ở vị trí số 4 là một mẫu dao D3 dùng để chuyên thái và có thể chặt được gà, bởi vì mẫu này nó nặng khoảng 4 lạng. Nhưng mà có thể chặt được gà rồi cô chú chị nhé. Con này chiều ngang 6 phân rưỡi, gần 7 phân, dài 21, cán ốp phun tang, một bên đánh nhám, một bên má bản đen truyền thống ạ. Mà mẫu này thì em bán là 200.000 nhé. Và cũng là ở vị trí số 4 là mẫu dao D3, hai bên đánh nhám chống dính, dài 21, cán cẩm chỉ và giá bán là 200.000 ạ, 200.000 cho hình số 4 ạ. Hình số 5 là một mẫu dao tông dài 25 đến 26 phân, hai bên má bản đen truyền thống, cán bằng gỗ cẩm chỉ. Mẫu này thì em bán là 200.000 nhé, sử dụng để thái chặt gà rất là thoải mái, mẫu này 200 ạ. Ở vị trí số 6, ở vị trí số 6 em xin giới thiệu với cô chú chị em để là bốn mẫu dao, tuy nhiên đều là dao bầu nhọn và dùng để lọc phi lê lọc cá. Mẫu bầu nhọn đầu tiên em xin giới thiệu với cả nhà là nó dài khoảng 23 phân. Con này chiều ngang 3 phân thôi nhưng mà nó khá là dài và nó dùng để phi lê lọc cá cho nên là nó hơi nhọn các bác nhé. Và đây có gờ an toàn giống kiểu dao của Nhật, dao phi lê lọc cá, mẫu này thì em bán là 200.000 nhé, 200.000 cho mẫu phi lê lọc cá dài 21 đến 22 phân. Cũng là một mẫu dao bầu nhưng mà mẫu bầu này thì nó chỉ dài khoảng 17-18 phân thôi, chiều ngang 3 phân và cán cẩm chỉ. Mẫu này thì cũng dùng để phi lê lọc cá nhưng mà nó là nó ngắn hơn. Con này thì em bán là 180.000 ạ. Con phi dê lọc cá nhỏ hơn ấy là 180 các bác nhé. Cũng là vị trí số 6 em để một mẫu dao gọi là làm lòng gà tỉa hoa quả ấy ạ. Mẫu này dao nhíp xe rất là sắc, giá là 150.000. Nó dài khoảng 13 phân và chiều ngang 3 phân các bác nhé, cán cẩm. Mẫu này thì em bán là 150.000 ạ. Cũng là một mẫu phi lê lọc cá làm lòng gà các thứ, nhưng nó là chất liệu thép trắng,
Con này thì em bán là 200, nó dài khoảng 16 đến 17 phân và chiều ngang 3 phân. Con này dùng để làm lòng gà các thứ nhá. Phi lê lọc cá đều được, giá 200 nghìn, con thép trắng nhá. Đấy là hình số 6 ạ. Ở vị trí số 7 em xin giới thiệu với cả nhà mình là mẫu dao dùng để chuyên chặt các loại xương to. Đầu tiên là mẫu dùng để chặt xương ống các thứ ấy. Con này thì em bán là 300 nghìn, nó nặng khoảng 8 lạng rưỡi 9 lạng, chiều ngang 9 phân, dài 22 đến 23, cán của nó là cán ốp bằng gỗ cẩm chỉ rất là đẹp, giá 300 nghìn ạ. Cũng là một mẫu chặt nhưng nó là cán tròn. Con này thì nó nặng khoảng 8 lạng, một bên đánh nhám, một bên mái bản đen truyền thống và em cũng bán giá là 300 nghìn nhé. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu với cả nhà mình một số các mẫu dao như vậy. Ngoài dao thì em có rất là nhiều đồ ngâm rượu, nụ tam thất, các loại mật ong rừng nguyên tổ, mật ong đã vắt rồi. Thì cô chú anh chị quan tâm mặt hàng nào có thể kết nối với bên em để được tư vấn thêm. Một lần nữa em xin được cảm ơn và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những clip bán hàng tiếp theo. Chúc mọi người xem video vui vẻ và sưu tầm được nhiều cái sản phẩm bổ ích cho gia đình ạ. Một lần nữa em xin được cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip bán hàng tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.